Liên quan đến việc Sở Tài nguyên và Môi trường thu hồi sổ đỏ một số hộ dân tại các dự án của tập đoàn Mường Thanh trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong cuộc phỏng vấn nhanh với phóng viên VTC1, ông Trần Anh Dũng, Giám đốc Văn phòng Quản lý Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết, trong quá trình thực hiện cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính với chủ đầu tư như dự án BMS, dự án CT5, dự án Sala từ đầu năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã kiểm tra, rà soát, tiến hành thu hồi giấy chứng nhận đối với một số căn hộ thuộc phạm vi xây dựng không đúng quy hoạch được phê duyệt. Trong đó đã thu hồi hơn 400 sổ đỏ thuộc phạm vi này. Tuy nhiên, câu trả lời của người đứng đầu Văn phòng Quản lý Đất đai, nơi cung cấp sổ đỏ cho người dân ở thành phố Hà Nội về trách nhiệm của đơn vị này trong vụ việc đã gây nên một cuộc tranh luận trên cộng đồng mạng. Nhưng mà một số dân thì người ta cũng phản ánh là bị thu hồi nhưng họ không biết, họ đi họ giao dịch, xong rồi ngân hàng mới nói là cái sổ này nó không có hiệu. Thì bọn anh có thông báo, nhưng cũng có những hộ dân có thể không báo đến nơi, thông báo nó không đến nơi, do cũng lỗi thế này, lỗi thế khác. Thì sau khi mà các hộ phát sinh những giao dịch thì bọn anh cũng giải thích. Giải thích về cái việc hạn chế của cái sổ này. Sau khi mà thành phố có ý kiến chỉ đạo thì tiếp tục xử lý. Bây giờ tâm lý của dân cũng rất là hoang mang. Có gì mà hoang mang, anh nghĩ không có gì hoang mang cả. Thực ra cái sổ này cũng là một trong những cái giấy tờ quan trọng. Nhưng thực tế là bây giờ hiện giờ cái quyền lợi của người ta là đối với các giao dịch với các chủ đầu tư thì là người ta đã hoàn thành các nghĩa vụ, như hoàn thành về các nghĩa vụ về kinh tế. Thế nhưng mà người ta mua và có những cái chỗ mà người ta không, đấy là do cái chủ đầu tư người ta không tuyên bố, không nói cho người ta biết trước cái nhà này là không thuộc dạng nhà ở, nó sai sót của người chỗ như thế. Thì cái trách nhiệm này đầu tiên là phải thuộc về chủ đầu tư, sau đó là nhà nước sẽ cố gắng bảo vệ quyền lợi cho họ bằng cách là yêu cầu chủ đầu tư khắc phục. Không, nhưng còn cái trách nhiệm của người cấp sổ thì sao? Cấp sổ thì chả sao cả. Anh cũng nói luôn là trách nhiệm của bọn anh là trước đây là yêu cầu cấp sổ cho cả một cái tòa nhà đó. Thì trong khi cấp thì người ta nộp cả một cái tòa nhà đó. Khi mà bọn anh cấp thì có những cái tầng nó sai, thì đến khi ra soát lại thì theo cái nghị định 01 thì bọn anh sai thì phát hiện ra thì hủy thôi.